Hôm nay mình học buổi trong kỳ là hạch toán các hóa đơn chứng từ ở trong kỳ. Thì đầu tiên là hóa đơn hợp đồng thuê nhà. Ở đây tại sao chỉ có hợp đồng thuê nhà mà không có hóa đơn tiền thuê nhà? Bởi vì sao nhỉ? Liên có biết không? À, cái này là mình mới làm cái hợp đồng để giữa mình và bên bên người thuê thôi. Ý là bên người cho thuê thôi. Hoặc là mình cho thuê thôi. Ý là chưa, cái này mới soạn thảo hợp đồng thôi, còn mình chưa chưa thanh toán cái hợp đồng này. Ừ. Thế còn theo ý hiểu của chị Kim Anh? Cái này thì nó là cái giống như là một cái giao kết giữa hai bên thuê và cho thuê. Bởi vì ở đây chỉ có hợp đồng thuê nhà mà không có hóa đơn tiền thuê nhà. Bởi vì hợp đồng tiền thuê nhà ở đây, tiền thuê của nó là dưới 100 triệu một năm, tức là mỗi tháng dưới 8 triệu 6 một tháng. Do đó, đối với tiền thuê nhà mà mình thuê của cá nhân với số tiền dưới 100 triệu một năm thì chỉ cần hợp đồng thuê nhà chứng từ thanh toán là ủy nhiệm chi, thì ủy nhiệm chi về sau nó sẽ có cái ủy nhiệm chi khi thanh toán tiền thuê nhà. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm các giấy từ khác liên quan đến người cho thuê, ví dụ như là giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân hay là giấy nộp tiền thuế môn bài của người cho thuê ấy. Còn nếu như mà đối với công ty mà thuê nhà nhưng mà số tiền thuê nhà trên 100 triệu thì lúc đó phải cần hợp đồng thuê nhà chứng từ thanh toán, đồng thời phải có hóa đơn tiền thuê nhà thì mới được ghi nhận vào chi phí hợp lý. Chính vì thế ở đây tiền thuê nhà dưới 100 triệu một năm nên không cần hóa đơn tiền thuê nhà. Được chưa? Tiền thuê Rồi. nhà ở đây thuê nhà từ tháng 1 đến tháng 4 là mấy tháng nhỉ? Tháng 1. 3 tháng đúng không? Từ mùng 1 tháng 1 đến mùng 1 tháng 4 là 3 tháng, hết 31 tháng 3 là tròn 3 tháng. 3 tháng mỗi tháng là 8 triệu thì nhân lên là 24 triệu. 38 24. Chính vì vậy mình sẽ phải phân bổ 24 triệu tiền thuê nhà này vào trong vòng 3 tháng thì sẽ phải hạch toán hai bước. Bước 1 là phải hạch toán bên mua hàng không qua kho để phản ánh vào tài khoản 242, và bước 2 là mình phải ghi tăng. Thì hai chị em nhìn ở trên màn hình của em này, bước 1 là sẽ vào mua hàng này, chứng từ mua hàng hóa này, phải nhớ chọn là mục 2 mua hàng trong nước không qua kho và tích vào là chưa thanh toán. Tại sao lại tích vào chưa thanh toán? Bởi vì là ở đây thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, chính vì thế là mình phải tích vào chưa thanh toán. Nhà cung cấp ở đây là Vũ Quang Đại, là bên cho thuê đúng không? Thì mình tìm kiếm tên Đại có rồi thì tích chọn luôn, còn nếu như mà của hai chị em chưa có thì phải nhấn vào dấu cộng này này để thêm. Vũ Quang Đại này là cá nhân hay là tổ chức? Cá nhân. Ok, cá nhân thì phải tích vào cá nhân và mã mình phải điền là Vũ Quang Đại, tên là Vũ Quang Đại. Và mình cần thiết thì mình điền đầy đủ địa chỉ vào, còn nếu không cần thì thôi, sau đó nhấn cất. Ở đây em có rồi nên em tích chọn luôn này. Còn diễn giải thì mình sẽ ghi là tiền thuê nhà này, ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày ở trên hợp đồng thuê nhà ngày mùng 2 tháng 1. Mình phải điền là ngày mùng 2 tháng 1 này. Xuống phần hàng tiền, nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen này để thêm tiền thuê nhà. Hai chị em nhìn rõ không? Liên có vẫn xem được không? Có. Mã mình tạo là tiền thuê nhà này, tên là tiền thuê nhà này, tính chất chọn chỉ là diễn giải là được, rồi nhấn cất. Tài khoản chi phí là 242, do là mình phân bổ hạch toán vào chi phí trả trước và phân bổ dần vào 3 tháng nên mình hạch toán vào 242 rồi hàng tháng mình phân bổ. Vậy thì nghiệp vụ hạch toán nó sẽ là nợ cho tài khoản 242 này, không có thuế nên là không hạch toán thuế, và có cho tài khoản 331 bởi vì là chưa thanh toán cho Vũ Quang Đại nên phải có cho 331. Đây là nghiệp vụ hạch toán nợ có nhé. Số lượng mình điền là 3 tháng, đơn giá 1 tháng là 8 triệu. Ở đây không có hóa đơn, do đó nên là tích chọn không có hóa đơn. Và kiểm tra tổng tiền. Đúng rồi, thì lúc này nhấn cất để hoàn thành bước thứ nhất.
Nhớ là mua những cái gì là công cụ hay là những cái gì mà cần phải phân bổ dưới 3-6 tháng thì hạch toán tài khoản nợ bao giờ cũng là 242. Rồi hàng tháng tính phân bổ. Thì đây mình mới là hoàn thành bước thứ nhất. Bây giờ hai chị em sang phần mềm để thao tác xem nào. Vào mua hàng Đúng rồi, vào mua hàng. đồng mua hàng à, Chứng chứng từ nhận mua hàng hóa. Chị Kim Anh đây, chứng từ mua hàng hóa đây này. Ở góc trên cùng bên trái. Đúng rồi. Điền mã và tên của Quang Đại vào là được. Chọn là cá nhân. mã của cái anh này là Vũ Quang Đại. Vũ Quang Đại. Tên là Vũ Quang Đại. Mã bao giờ cũng viết liền, không dấu viết hoa chị nhé. Liên viết nhầm rồi Liên. Đấy là tên xưng hô rồi. Cho họ vào tên thôi. Bỏ tên xưng hô đi chị. Họ và tên chị đánh cho em đầy đủ, họ và tên đầy đủ nhá. Ngày mùng Đánh 2 không xóa đi thế. Rồi. Ngày mùng 2 tháng 1 Liên ạ. Diễn giải mình ghi là tiền thuê nhà. mốt luôn nhỉ? Đúng, chính xác. Bởi vì là ngày bắt đầu mình hạch toán là mùng 1 tháng 1 năm 21 đấy, thì năm tài chính mình sẽ để là năm 21 nhé. Đánh cái ngày ở trên thì ngày chứng từ ở dưới nó tự cập nhật, không phải đánh lại đâu. Cái ngày Diễn này là giải chị chị không phải ghi ở đây đâu chị Kim Anh. Đối đấy. với tạo mã nhà cung cấp thì chị chỉ cần tạo mã và tên thôi. Sau đó chị nhấn cất là được. Diễn giải chị ghi là tiền thuê nhà ở đây này, chứ không phải là ở cái chỗ chị đã tạo tên đâu. Diễn giải, trên diễn giải đây này. Liên chưa có mã thì nhấn dấu cộng để thêm. Diễn lại một chỗ ông vụ của Vũ Quang Đại là chị là thuê nhà. Được, chị ghi là tiền thuê nhà. Liên, tạo là tiền thuê nhà. Mã là tiền thuê nhà Liên ạ. Đây không phải là tạo tên khách hàng. À, cái này chị phải nhớ chọn là mua hàng trong nước không có kho này. Và ngày hạch toán ở đây ngày mùng 2 tháng 1 này. Liên điền số lượng là 3, đơn giá là 8. Chị Kim Anh xuống phần hàng tiền. Chị chưa có mã tiền thuê nhà đúng không? Chưa thì chị phải nhấn vào cái mũi tên màu đen này này. Này Sau à. đó nhấn không. Cái ở dưới. Chị bấm xuống, bấm vào đây để thêm mới đi. Chị nhìn thấy chữ bấm vào đây để thêm mới chưa? Rồi. Chị bấm vào mũi tên màu đen, nhấn dấu cộng để thêm. Liên ơi, làm một dòng thôi. Bây giờ cái này làm nào xóa đi. Chứ phải sao không? Rồi, ok. Mã này mã vẫn là ông Vũ Quang Đại hả? Mã này là mã vật tư hàng hóa dịch vụ thì chị phải tạo tên vật tư hàng hóa dịch vụ. Chị nhìn cái khung ở trên này này, nó cho chị thêm cái tên hàng hóa dịch vụ. Chỉ là diễn giải, nhấn cất. Rồi, ok. Tài khoản chi phí 242, nợ 242 có 331 đi Liên. Nói luôn cả cách định khoản đấy nhé. Tài khoản chi Tài phí khoản chi phí, đúng rồi. rồi rồi đây. Có Liên làm xong rồi, Liên ngồi sang nhìn chị Kim Anh ấy. Đây là cái bước thứ nhất. Là bước toán bước mua hàng không qua kho, phản ánh vào 242. Bước thứ hai, hạch toán xong thì nhấn đóng lại này. Và phần mềm nó sẽ cập nhật ở trong mua hàng này, chứng từ mua hàng hóa dịch vụ này. Thì mọi người sẽ thấy được cái tiền thuê nhà mà mình đã hạch toán vào đây này. Bước thứ hai là mình phải ghi tăng thì phải vào công cụ dụng cụ này. Chọn ghi tăng hàng loạt này. Nhấn vào dấu ba chấm này. Chọn mua hàng không qua kho. Tại sao lại tham chiếu đến mua hàng không qua kho? Bởi vì là cái bước đầu tiên mình hạch toán là mình hạch toán trong phân hệ mua hàng không qua kho đúng không? Thì bây giờ mình phải lấy thông tin từ mua hàng không qua kho lên. Thì lúc đó mình sẽ không cần phải khai báo các thông tin nữa. Đấy, kỳ thì mình chọn tháng này là tháng 1, nhấn lấy dữ liệu này. Hai chị em thấy được cái tiền thuê nhà mà lúc mình tạo nợ 242 chưa? Rồi. Đấy, tích vào cái ô vuông này. Nhấn vào chữ chọn thì phần mềm tự cập nhật các thông tin lên trên phần ghi tăng hàng loạt này. Lúc này mình chỉ cần điền thêm đơn vị tính là tháng và số kỳ phân bổ là 3 tháng. Thế là được. Và tiền thuê nhà này thì sử dụng cho bộ phận quản lý tài khoản sử dụng là 6422.
Đây, bộ phận quản lý tài khoản sử dụng ở bên này, thế là chi phí 6422. Đây là bước này, là bước mình khai báo để cuối tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì mình thực hiện bút toán phân bổ chi phí, thì lúc đó cái nghiệp vụ hạch toán của nó sẽ là nợ cho tài khoản 642 và có cho tài khoản 242, thì lúc này nó được ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp này. Còn bước này nó mới đang chỉ là bước mình khai báo thông tin cần ghi tăng, số lượng cần ghi tăng, giá trị cần ghi tăng và ngày cần ghi tăng, thế thôi. Rồi tài khoản chi phí để ghi nhận vào chi phí hợp lý, chứ chưa phải là nghiệp vụ để mà chúng ta hạch toán nợ có. Hai chị em nhớ nhé, bước này là bước khai báo ghi tăng công cụ chứ không phải là bước phân bổ để ghi nhận vào chi phí, do đó nó sẽ không có cái nghiệp vụ định khoản nợ có ở đây. Ghi tăng thông tin xong, kiểm tra đầy đủ rồi thì nhấn ghi tăng. Đấy, thì cuối kỳ mình tính phân bổ chi phí này, tháng 1 này. Phần mềm mới hạch toán cho mình nghiệp vụ nợ có như thế này. Lúc mình ghi tăng mình chọn đúng tài khoản chi phí thì đến lúc phân bổ công cụ dụng cụ nó đã lên đúng tài khoản nợ và tài khoản có cho mình. Đấy, còn nếu như mà tài khoản chi phí lúc mà mình khai báo là không đúng thì nó sẽ lên sai. Thế nên là phải lưu ý đây này, cái tài khoản chi phí lúc mình khai báo đây này. Đấy, đúng thì là tí nó phân bổ công cụ ở trong kỳ nó sẽ lên đúng nợ có, còn nếu không nó sẽ không lên đúng đâu. Đấy là hai bước mình mua hạch toán về, mua mới công cụ dụng cụ, hoặc là hạch toán về tiền thuê nhà, hoặc là hạch toán về những cái gì mà nó cần phân bổ trong thời gian dưới 36 tháng thông qua tài khoản 242, thì cần phải thực hiện hai bước như vậy. Nhớ là bước 1 là vào mua hàng, chọn mua hàng không qua kho. Nợ cho 242 có 331 hoặc 111. Bước 2 là vào công cụ chọn ghi tăng hàng loạt để ghi tăng. Bây giờ hai chị em còn thiếu một bước là bước ghi tăng. Do đó hai chị em quay sang ghi tăng. Sang Misa. Vào phân hệ công cụ dụng cụ. Chọn ghi tăng hàng loạt góc trên cùng bên phải. Liên làm đúng rồi đấy. Nhấn vào dấu 3 chấm. Chị Kim Anh vào công cụ dụng cụ. Công cụ dụng cụ. Ghi tăng hàng loạt đi. Nhấn vào dấu 3 chấm của cái phía trên ấy. Lấy công cụ dụng cụ ấy. Chọn mua hàng không qua kho, lấy dữ liệu. Chọn tháng 1 nó liên ạ. Mình đang làm tháng 1. Của tớ nó hiện tháng này là vì là tớ chọn ngày hạch toán bắt đầu là ngày mùng 1 tháng 1. Còn khi mọi người mở Misa ra không chọn mùng 1 tháng 1 nên là nó sẽ không hiểu. Tích vào ô vuông đi. Rồi chị Kim Anh lấy dữ liệu đi. Tích vào ô vuông. Nhớ là chỉ ghi tăng, tích vào ô vuông đối với những cái dòng mà nó có tài khoản nợ là 242. Còn cái nào là 154 hay 642 là không được nhấn vào để ghi tăng đâu nhé. Không là cứ tìm kiếm rồi cứ thấy nó hiển thị hết ở đấy rồi ghi tăng hết là không đúng đâu. Liên làm đúng rồi đấy. Tiếp là một chọn. Liên chọn đơn vị sử dụng đi. Chị Kim Anh điền đơn vị tính là tháng và chọn số kỳ phân bổ là 3 tháng. Nào, chị chọn hết ở phía trên này đã này. Và cột số kỳ phân bổ, chị kéo xuống bên dưới nó có cột số kỳ phân bổ là 3 tháng. Không chọn khoản mục chi phí Liên nhá. Bởi vì cái này hạch toán 642 chứ không phải 154. Chỉ khi nào hạch toán 154 mới chọn khoản mục chi phí, nhớ chưa? Tỷ lệ phân bổ là 100 mà. Bộ phận văn phòng chị ạ. Bộ phận văn phòng thì thiết lập phân bổ của nó là 6422. Đây này. Thiết lập phân bổ của nó, chị sang bên này để chị xem này. Chỉ thế thôi. Sau đó chị nhấn ghi tăng là được. Của Liên đâu? Liên ơi, để tỷ lệ phân bổ là 100. Nhấn ghi tăng đi.
Khi mà Liên ghi tăng xong này hủy này thì nó sẽ nằm ở trong phần sổ theo dõi công cụ này này, nhấn lấy dữ liệu là nó sẽ cập nhật lên. Của chị Kim Anh này, nhìn ở chỗ sổ theo dõi công cụ này. Lấy dữ liệu nó sẽ hiển thị lên đây, thấy nhá. Nếu mà sai thì sao? Sai thì click mở thẳng mở ra. Sau đó để sửa sửa thông tin đúng rồi thì mình lại nhấn cất như bình thường. Ok. Rồi bây giờ hai chị em nói lại cho em hai bước nào. Hai bước mình vào Ừ. mua hàng này, mua Vừa vào. nói vừa thao tác nha. Liên đang nói, Liên nói trước. Chọn gì? Mua hàng không qua, mua hàng trong nước không qua kho Rồi. này, cái này là chưa thanh toán, tại Rồi. vì trong chứng từ là chuyển khoản hóa đơn không có hóa đơn nhà cung cấp là tên tên của người cấp tên đại Rồi. Liên nói tiếp nào. quên đó quên đó này. Tiếp theo là phải chọn ngày hạch toán này. Xuống phần hàng tiền thì phải chọn mã tiền thuê nhà này. Đúng nhá, chưa có thì phải nhấn vào dấu cộng để thêm. Chỉ cần điền mã và tên, chọn tính chất chỉ là diễn giải. Rồi hạch toán. Nợ 242 có 331. Đúng rồi. Chọn chính chất chỉ là diễn giải là được. Đây là mình nhập vào là tiền thuê nhà Đúng rồi. Tính chất chọn chỉ là diễn giải. Thế thôi, xong rồi nhấn cất. Cất xong thì phải điền tài khoản chi phí là 242 này. Số lượng đơn giá thành tiền vào. Đấy là xong bước thứ nhất, đúng chưa? không? Mua vào công cụ dụng cụ Ừ, bước thứ hai thì là vào. tăng công cụ dụng cụ hàng loạt Rồi, ok. cũng vào ba chấm này. Rồi. Để đây mua hàng không qua kho Rồi. toán tháng 1 Ừ. lấy dữ Rồi khi mình ghi tăng rồi, mình vào đây mình lấy dữ liệu thì nó sẽ không còn đâu. Nhưng mà giả sử là nó có ở đây thì làm sao? thì nó ra cái tiền thuê nhà của mình thì mình sẽ bấm vào đấy để chọn Đúng rồi. xong rồi ghi à nó cũng không cần ghi nữa. Xong rồi nhấn vào chữ chọn để chọn, đúng nhá. Và quay ra màn hình thì mình sẽ điền thêm đơn vị tính và số kỳ phân bổ, chọn đơn vị sử dụng là được. Rồi bây giờ Liên chia sẻ màn hình. Chị Kim Anh, chị nói lại cho em các bước. Nhất là chúng ta vào Rồi. mua hàng hóa dịch vụ Không phải, chị mà vào mua hàng hóa dịch vụ là tí chị không ghi tăng hàng loạt được đâu nhé. Mua hàng, chứng từ mua hàng hóa. Chọn. Chọn gì nhỉ? mua hàng trong nước không qua kho tiếp đến chọn nhà cung cấp mua Rồi. con Ok, xin giả sử nhà cung cấp mà không có tên ở đấy thì làm sao? có thì ta chọn dấu cộng dưới đây Rồi, ok. là Tiếp. chọn hàng toán nguyên vật liệu mua hàng cái này bỏ trống Còn đấy không phải là nguyên vật liệu mà cái đấy là nhân viên mua hàng, nhân không viên mua hàng cần. bỏ trống Rồi, tiếp. tiếp bấm vào đây để thêm và cái ta chọn tài khoản chi phí là 242 và sau đó Rồi. chỉ số lượng đơn giá Cái này có hóa đơn không? hóa đơn không có hóa đơn Ừ, thì phải tích vào. Ô, không có hóa đơn ở phía trên. Đúng rồi, đấy, chỗ đấy. Rồi. Hạch toán xong thì nhấn cất, đúng không? Cất xong bước thứ hai. bước thứ hai là chọn vào công cụ dụng cụ Đóng lại đi chị. Bước thứ hai vào. trong công cụ dụng cụ Rồi, chọn. đến khi tăng Ghi không, đấy là cái tab, đấy là để mình xem những cái chứng từ mà mình đã ghi tăng vào đấy thì mình sẽ xem ở trong cái tab ghi tăng này. Còn ở đây mình đang thực hiện thao tác ghi tăng cơ. khi Ghi tăng hàng tăng loạt. loạt này Rồi, tiếp. Chọn đến cái gì nhỉ? đến khúc này quên mất tiền Liên hỗ trợ. mua Mua hàng hàng không không qua không kho. Rồi. xong rồi chọn tháng 1 thầy toán là Chọn tháng cái này một là tháng 1. Rồi. Rồi. lấy dữ liệu Rồi, ok. Lấy dữ liệu thì khi đó nó sẽ hiển thị cái chứng tiền từ tiền thuê nhà lên đấy, đúng không?
thì mình sẽ làm sao, tích vào, rồi nhấn chọn được chưa nhỉ? Nhấn chọn rồi lúc đó nó sẽ ra ngoài màn hình này đó chị này. Khi chọn thì nó sẽ ra ngoài màn hình này, đúng chưa? Thì lúc này mình chỉ cần điền thông tin nào nhỉ? Lúc này mình chỉ cần điền thông Thì tin không nào có. vào? Đơn vị tính và đơn vị sử dụng, nó phòng ban nào, được Rồi. chưa? Rồi, ok. Đấy là các bước hạch toán về tiền thuê nhà. Thế hai chị em nghỉ Xin đi. chào Liên, cảm ơn cô giáo nhiều nhé. Dạ vâng, rồi hai chị em nghỉ nhá. Em Cảm chào ơn chị, chúc chào ngủ Liên ngon. nha. Ok ạ.